Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, đón dâu là thủ tục quan trọng trong việc kết hôn, vì thế xem ngày đón dâu cũng rất quan trọng, không kém ngày cưới. Thông thường, ngày đón dâu hay được chọn cùng ngày cưới, tuy nhiên vẫn có những trường hợp phải chọn ngày đón dâu riêng. Trước khi bước vào ngày vu quy, bạn nên tham khảo cách xem ngày đón dâu theo tuổi vợ chồng chuẩn nhất để cuộc sống hôn nhân sau này thuận lợi, hạnh phúc, ít sóng gió. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày đón dâu tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Một, những ngày xấu kiêng kỵ đón dâu trong tháng 11 âm lịch. 2, những ngày tốt nhất đón dâu trong tháng 11. 3, tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác đón dâu được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn ra được ngày tốt đón dâu, đầu tiên ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem đó là ngày tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc đón dâu trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày đón dâu phải đáp ứng được các tiêu chí sau đây. 1. Ngày kỵ đón dâu bao gồm những ngày sau: sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, vãng vong, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, trực bế, trực mãn, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sư, đại thời, tứ kỵ, tránh tứ phế, tứ cùng, ngũ ly, bát chuyên, ngũ mộ. 2. Ngày hợp đón dâu: thiên nguyện, dân nhật, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, thiên hỷ, lục hợp, ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem cát hung của từng ngày để tìm ra ngày tốt nhất đón dâu trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch năm 2022 nhâm dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ, ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi, 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Là ngày thụ tử trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm ngày 11 Tân Mão, ngày 23 Quý Mão, cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Là ngày tam nương, bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, 18 Mậu Tuất, 22 Nhâm Dần và ngày 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 4. Là ngày nguyệt kỵ, bao gồm các ngày mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, 23 Quý Mão, đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. 5. Ngày vãng vong là những ngày tuất, bao gồm mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất. 6. Là ngày dương công kỵ, là ngày Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 7. Là ngày nguyệt kiến, là ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý.
8 là ngày trực bình, là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. Ngày này ta cần xét thêm, nếu có nhiều cát tinh thì dùng được. 9 là ngày trực thu, là những ngày Sậu, bao gồm ngày mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 10 là ngày trực bế, là những ngày Hợi, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi và 19 Kỷ Hợi. 11 ngày trực mãn, là những ngày Dần, bao gồm mùng 10 Canh Dần và 22 Nhâm Dần. 12 là ngày kiếp sát, là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ và 25 Ất Tỵ. 13 ngày tai sát, là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và ngày 26 Bính Ngọ. 14 ngày Nguyệt sát, là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 15 ngày Nguyệt hình, là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão và 23 Quý Mão. 16 ngày Nguyệt hại, là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 17 ngày Nguyệt yểm, trong tháng 11 ngày Nguyệt yểm là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý, 20 Canh Tý. 18 ngày Thiên Sứ là ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 19 ngày Đại Thời là ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 20 ngày Tứ Kỵ là ngày Nhâm Tý, tháng 11 không có ngày này. 21 ngày Tránh Tứ Phế là ngày 26 Bính Ngọ. 22 ngày Tứ Cùng là ngày Quý Hợi, tháng này không có ngày đó. 23 ngày Ngũ Ly bao gồm 26 Bính Ngọ, 18 Mậu Tuất và ngày mùng 9 Kỷ Sửu. Đây là những ngày đặc biệt phải kiêng kỵ khi đón dâu. 24 là ngày Bát Chuyên là ngày 27 Đinh Mùi. 25 ngày Ngũ Mộ là ngày 12 Nhâm Thìn. 26 ngày Nguyệt Phá là các ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ, 26 Bính Ngọ. 27 Nguyệt Đối là ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 28 ngày Hợi bao gồm các ngày mùng 7 Đinh Hợi và 19 Kỷ Hợi. Đó là 28 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc đón dâu cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ được những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 29 ngày Thiên Nguyện là ngày Quý Sửu, trong tháng này không có. 30 ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân là ngày tốt, nhiều cát tinh, không có hung tinh ảnh hưởng xấu đến việc đón dâu. 31 ngày Nguyệt Đức là những ngày Nhâm, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ trùng với ngày tai sát và ngày Nguyệt Phá nên không dùng. Ngày 12 Nhâm Thìn trùng với ngày Ngũ Mộ nên bỏ qua. Ngày 22 Nhâm Dần trùng với ngày Sát Chủ nên không dùng được. 32 ngày Nguyệt Đức Hợp là những ngày Đinh, bao gồm ngày mùng 7 Đinh Hợi, tuy trùng với ngày trực bế nhưng lại là ngày nhiều cát tinh. 17 Đinh Dậu trùng với ngày trực thâu và ngày Thiên Sứ không dùng. 27 Đinh Mùi trùng với ngày Tam Nương không nên thực hiện công việc gì. 33 ngày Thiên Xá là ngày Giáp Tý, tháng 11 không có ngày này. 34 ngày Tam Hợp là ngày Thân và ngày Thìn. Ngày Thân trùng với ngày Thiên Đức Hợp đã xét ở trên. Ngày Thìn bao gồm các ngày 12 Nhâm Thìn trùng ngày Ngũ Mộ nên bỏ qua. Ngày 24 Giáp Thìn là ngày tốt để đón dâu. 35 ngày Thiên Hỷ là ngày Thân đã xét ở trên. 36 ngày Bất Tương bao gồm các ngày mùng 10 Canh Dần trùng với ngày Sát Chủ, kỵ làm mọi việc. Ngày 11 Tân Mão trùng với ngày Thụ Tử, xuất kỵ. Ngày 21 Tân Sửu là ngày có nhiều cát tinh, không có hung tinh ảnh hưởng xấu đến gia chủ. Như vậy chúng ta đã dựa vào 38 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra được ngày tốt đón dâu trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc đón dâu, sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt đón dâu trong tháng 11 âm lịch và những tuổi hợp kỵ với ngày tốt này. 1. Ngày mùng 4 Giáp Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Kỷ. 2. Ngày 16 Bính Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Tân. 3. Ngày 28 Mậu Thân kỵ những người tuổi Dần, tốt cho người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can là Quý. 4. Ngày mùng 7 Đinh Hợi kỵ những người tuổi Tỵ, tốt cho người tuổi Mão, Mùi, Dần và những người có thiên can là Nhâm. 5. Ngày 24 Giáp Thìn kỵ những người tuổi Tuất, tốt cho người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên can là Kỷ. 6. Ngày 21 Tân Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Bính. Đó là 6 ngày cát lành đón dâu trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được giải đáp.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!